Chương 8 Pháp thực một Các loại thức ăn uống Đức Phật ở nước Ba La Nại, lúc bấy giờ, năm tỳ kheo đến chỗ Đức Phật, đầu mặt kính lễ sát chân, bạch Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con nên ăn thức ăn nào? Đức Phật dạy, cho phép các ông ăn bằng thức ăn khất thực. Lại bạch Phật, nên dùng cái gì để đựng phật dạy cho phép dùng cái bình bát khi ấy các tỳ kheo xin được cơm lúa tẻ không dám ăn bạch phật phật dạy cho phép tùy ý thọ thực vào lúc ấy các tỳ kheo hoặc xin được các loại cơm hoặc xin được các loại bánh hoặc xin được các loại lương khô hoặc xin được các loại đậu mạch chính hoặc xin được các loại lúa mạch rang và gạo nếp, hoặc xin được các loại canh, hoặc xin được các loại dấm và nước tương, hoặc xin được các loại muối, hoặc xin được các loại thịt, hoặc xin được các loại cá, hoặc xin được các loại sữa tươi, sữa đông, hoặc xin được các loại rau, hoặc xin được các loại rễ cây, ngó sen, vân vân, hoặc xin được các loại nhánh, mía, vân vân, hoặc xin được các loại trái xoài, dừa, vân vân đều không dám thọ bạch phật phật dạy đều cho phép tùy ý thọ thực hai giải phải tạm thời nhân duyên đức phật ở tại tỳ xá ly bấy giờ gặp lúc cơ cẩn đói khát khất thực khó được các tỳ kheo đem thức ăn để chỗ khác bị mất khởi ý niệm nếu đức thế tôn cho phép chúng ta cùng ngủ một chỗ với thức ăn thì đâu đến nỗi khổ thế này bạch phật phật dạy cho phép cùng ngủ một chỗ với thức ăn các tỳ kheo làm thức ăn ở chỗ khác bị mất khởi ý niệm nếu được đức thế tôn cho phép chúng ta làm thức ăn tại trú xứ thì đâu đến nỗi có cái khổ thế này bạch phật phật dạy cho phép làm thức ăn tại trú xứ các tỳ kheo nhờ người làm thức ăn phải trả tiền, phải cho thức ăn mà họ còn ăn cắp, khởi ý niệm. Nếu được Đức Phật cho phép chúng ta tự làm thức ăn, thì có thể khỏi phí tổn này. Bạch Phật, Phật dạy, cho phép tự làm thức ăn. Các tỳ kheo đã tự làm thức ăn, cần người để trao, họ lại đòi trả tiền, khởi ý niệm. Nếu được Đức Phật cho phép chúng ta tự đem thức ăn đến, không phải nhờ người trao thì có thể khỏi cái phí tổn này." Bạch Phật, Phật dạy, "Cho phép tự đem thức ăn đến, không cần khiến người trao." Các tỳ kheo đặng trái cây, không có người trao." Bạch Phật, Phật dạy, "Cho phép tưởng như cây mà lấy ăn." Các tỳ kheo nhận được trái trong ao, không có người trao thọ, Bạch Phật Phật dạy, cho phép đến nơi ao nước mà thọ. Các tỳ kheo muốn ăn trái, không có tịnh nhân để khiến tác tịnh, Bạch Phật Phật dạy, cho phép trước hết loại bỏ các hạt rồi sau ăn. Đức Phật ở tại Tỳ Xá Ly, bấy giờ, Đức Thế Tôn bị hoạn phong. A Nan tự nấu thuốc cháu dâng lên đức phật đức phật hỏi a nan ai nấu thuốc đây bạch thế tôn con nấu đức phật bảo a nan trước đây ta cho phép các tỳ kheo cùng ngủ với thức ăn trong trú xứ làm thức ăn tự làm thức ăn tự đem đến cho người thọ nay các thầy còn áp dụng các pháp như vậy không bạch thế tôn còn dùng đức phật dạy Việc làm của các thầy là phi pháp. Trước đây, vì lúc cơ cẩn ta cho phép, tại sao nay vẫn còn dùng pháp ấy? Từ nay nếu ai vi phạm, phạm đột kiết la. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, hỏi A Nan, trước đây ta cho phép các tỳ kheo tưởng như cây để lấy trái cây, đến ao nước lấy trái của ao, không có tịnh nhân làm tịnh quả bỏ hạt rồi ăn nay các ông còn áp dụng pháp đó hay không bạch thế tôn còn dùng đức phật dạy các thầy làm điều phi pháp trước đây vì lúc cơ cẩn ta cho phép tại sao nay vẫn còn dùng phép này từ nay ai vi phạm phạm đột kiết la ba các loại thịt một nhỏ bây giờ trong thành xá vệ có người ưu bà di tự là tu tỳ kính tin phật pháp thấy pháp đắc quả quy y tam bảo thường thỉnh tất cả tăng cung cấp thuốc thang sau thời gian người ấy đến tăng phường thấy một tỳ kheo uống thuốc thổ hạ hỏi nay đại đức cần gì vị ấy nói tôi uống thuốc thổ hạ bị kiệt sức nghĩ muốn ăn thịt ưu bà di nói thưa đại đức Sáng mai con sẽ đưa đến xin đại đức nhận cho con. Người ấy về nhà, sáng ngày sai người cầm tiền đi mua thịt. Ngày ấy, vua Ba Tư nạc ra lệnh nếu ai giết thú vật sẽ bị trọng tội. Chẳng tìm đâu ra thịt để mua, người ấy trở về báo cáo. Bà lại sai người cầm tiền đi tìm khắp nơi để mua. Bà nói: "Đừng kể chi giá cả, đắt mấy cũng mua cũng vẫn mua không được ưu bà di khởi ý niệm hôm qua ta đã hứa nếu không có vị đại đức có thể bị mạng quá tức là chết bà liền cầm dao vào trong nhà tự xẻo thịt nơi bắp vế đưa cho đứa ở nấu đem đến cho tỳ kheo tỳ kheo nhận được bèn ăn bệnh được lành khi người chồng về, không thấy vợ, liền hỏi, tu tỳ đâu? Người trong nhà nói, bệnh ở trong nhà. Người chồng liền vào hỏi, mình bệnh gì? Người vợ trình bày sự việc. Người chồng nói, sợ bệnh tình này, mình không qua khỏi, không lâu nữa sẽ chết. Nên thỉnh Phật và Tăng trưa mai thọ trai. Người vợ nói, tốt lắm. Vợ bảo chồng đến thỉnh Phật và Tăng đến chỗ Phật, ông ta đầu mặt kính lễ sát chân bạch Phật, nguyện Phật và tăng hạ cú, trưa mai con xin được cúng dường. Đức Phật nhận lời bằng sự im lặng. Ông ta về nhà suốt đêm lo chuẩn bị thức ăn ngon bổ, sáng ngày trải tòa bảo người đến bạch Phật, thỉnh Phật và tăng phó trai. Phật cùng chúng tăng kẻ trước người sau vây quanh đến gia chủ, tự tòa an tọa. Ông chồng tự mình lấy nước rửa, Đức Phật không thọ, nói, bảo ưu bà di tu tỳ ra đây. Ông chồng liền sai người vào nói, Đức Thế Tôn gọi bà. Bà trả lời, có thể nhân danh ta thăm hỏi Đức Thế Tôn, vì bệnh ta không thể ra hầu ngài được. Được người đại diện thưa như thế, nhưng đức phật vẫn cho gọi lại đến lần thứ ba người nhà phải khiêng bà đến chỗ đức phật khi thấy đức thế tôn thì chỗ thương tích của bà bỗng nhiên tiêu mất da thịt kéo liền như trước bà sanh tâm hy hữu ta có được bậc đại sư và các đồng phạm hạnh như vậy bà sung sướng vô cùng tự tay dâng thức ăn phật và tăng thọ trai xong bà lấy nước rửa rồi lấy chiếc ghế nhỏ ngồi trước Đức Phật. Đức Phật vì bà nói kệ tùy hỷ, như đã nói cho tỳ lan nhã. Đức Phật lại nói các diệu pháp, chỉ bày sự lợi ích vui vẻ, rồi trở về chỗ ở. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi vị tỳ kheo kia, vừa rồi ông ăn thứ gì? Vị ấy thưa, con ăn thịt. Đức Phật lại hỏi, thịt có ngon không? Thưa ngon. Đức Phật dạy, ông là người ngu si, tại sao không hỏi mà ăn thịt người? Từ nay, ăn thịt mà không hỏi, phạm đột kiết la. Nếu ăn thịt người, phạm thâu lan giá. Hai nhỏ Có các tỳ kheo ăn thịt voi, thường voi chết, vua Ba Tư Nạc liền đem dân cho các quỷ thần. Do các tỳ kheo ăn thịt voi, nên khi voi bị giết, tỳ kheo khiến các tịnh nhân lấy thịt đem về. Các cư sĩ thấy cơ hiềm nói, Sa môn thích tử này không có thịt gì mà họ không ăn, còn hơn là con diều hâu. Tại sao ăn nuốt đồ bất tịnh này, hôi thúi mà lại đến nhà ta? Không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn, các tỳ kheo trưởng lão nghe bạch phật nhân việc này đức phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi các tỳ kheo thật sự các thầy có như vậy không bạch thí tôn sự thật có như vậy đức phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo từ nay ăn thịt voi phạm đột kiết la ăn thịt ngựa cũng như vậy ba nhỏ các tỳ kheo ăn thịt sư tử thịt cọp thịt heo thịt gấu các loài thú nghe hơi bèn đến giết tỳ kheo các cư sĩ thấy hỏi tại sao như vậy có người nói do ăn thịt đồng loại của chúng nó cư sĩ cơ hiềm nói sa môn thích tử này không có thịt gì mà họ không ăn còn hơn là con diều hâu tại sao ăn nuốt đồ bất tịnh này hôi thúi mà lại đến nhà ta không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe bạch Phật, nhân việc này Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi các tỳ kheo: "Thật sự các thầy có như vậy không?" Bạch thí tôn: "Sự thật có như vậy." Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo: "Từ nay ăn thịt bốn loại này phạm đột kiết la." Bốn nhỏ các tỳ kheo ăn thịt chó, các con chó nghe mùi, chạy theo sau sủa. Các cư sĩ thấy vậy hỏi, Tại sao chó lại chỉ chạy theo tỳ kheo sủa? Có người nói, do ăn thịt chó. Họ bèn quở trách, vân vân, cho đến câu, bảo các tỳ kheo cũng như trên. Từ nay ăn thịt chó, phạm đột kiết la. Năm nhỏ các tỳ kheo ăn thịt rắn các cư sĩ cơ hiềm long vương thiện tự tại hóa làm thân người đến chỗ đức phật cúi đầu bạch các long vương của con có đại thần lực với nhiều hình sắc du hành trong nhân gian nay các tỳ kheo ăn thịt rắn hoặc có thể là rồng làm thương hại tỳ kheo cúi xin đức phật cấm đừng cho các tỳ kheo ăn thịt rắn đức phật vì long vương nói các diệu pháp, chỉ dạy sự lợi ích vui vẻ, rồi bảo về chỗ ở. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp các tỳ kheo, đem lời của Long Vương thiện tự tại, bảo các tỳ kheo, từ nay ăn thịt rắn, phạm đột kiết la. 4. Biệt chúng thực Một nhỏ Đức Phật ở tại thành Vương Xá, lúc bấy giờ các trưởng giả thỉnh Phật và Tăng các tỳ kheo trưởng lão hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người thỉnh tăng thì nên thỉnh ai? Đức Phật dạy: Nếu người nào chánh thú, chánh hướng đều được thỉnh. Các tỳ kheo khởi ý niệm: Như những vị trong bốn phương này và trên quải trời không có chỗ nào là không có, chúng ta đâu không phạm tội ăn biệt chúng ư? Do đó, không dám phó trai bạch phật phật dạy nếu ở trong một cương giới mà thỉnh riêng bốn vị trở lên gọi là ăn biệt chúng nếu theo thứ tự thỉnh thì không phạm hai nhỏ có các tỳ kheo khởi ý niệm các tỳ kheo ni thức xoa ma na sa di sa di ni ưu bà tắc ưu bà di cũng ở trong cương giới thì đâu không phạm tội ăn biệt chúng. Họ bạch Phật, Phật dạy, nếu thỉnh tăng thì hai chúng thọ thực, tức tỳ kheo và sa di. Nếu thỉnh hai bộ tăng thì năm chúng thọ thực, tức tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di và sa di ni. Ba nhỏ Có các tỳ kheo phạm phu tọa thiền khởi ý nghĩ. Như Đức Thế Tôn dạy, nếu thỉnh tăng thì người chánh thú, chánh hướng đều được thỉnh. Nay ta phàm phu chưa phải là chánh thú, chánh hướng, không có thức ăn, không cho lấy thức ăn sau. Bạch Phật, Phật hỏi các tỳ kheo kia: Các ông không vì giải thoát xuất gia hay sao? Các tỳ kheo phàm phu thưa: Chúng con vì giải thoát. Đức Phật dạy: Nếu khi thỉnh tăng thánh nhân người tọa thiền đều nên thọ thực bốn nhỏ có các tỳ kheo phàm phu tụng kinh khởi niệm chúng ta không phải là người tọa thiền cũng như trên sanh nghi bạch phật phật dạy người tụng kinh cũng được thọ trai năm nhỏ có các tỳ kheo phàm phu giúp việc cho chúng khởi niệm chúng ta chẳng phải người ngồi thiền tụng kinh, cũng như trên, sanh nghi, bạch Phật, Phật dạy. Người giúp việc cho chúng tăng cũng được thọ trai, Đức Phật bảo các tỳ kheo. Nếu khi thỉnh tăng, trừ người ác giới, ngoài ra, tất cả tăng đều được thọ trai. Sáu nhỏ Đức Phật du hóa nơi ấp A-na-tân-đầu. Tại ấp ấy, có một vị đại thần tên là hảo thiểu thỉnh phật và tăng thọ trai họ chuẩn bị các thức ăn ngon bổ sáng ngày đến giờ thọ trai trải tòa rồi bạch thức ăn đã sửa soạn xong xin quý thánh tri thời khi ấy các tỳ kheo lại thọ thức ăn của người khác trước và ăn đã no đủ đức phật cùng đại tăng kẻ trước người sau đến nơi gia chủ, an tọa nơi tòa. Đại thần hảo thiểu, tự tay sớt thức ăn. Xong, các tỳ kheo đều không thể ăn. Đại thần thưa, tại sao quý ngài không dùng một cách thoải mái mà chứng ít như vậy? Hay là thức ăn không thích khẩu vị? Các tỳ kheo trả lời, chẳng phải thức ăn không thích khẩu vị, mà cũng không phải ăn ít. Sáng nay đã ăn no rồi, nên không thể ăn được. Vị đại thần ấy liền tức giận nói, Tại sao đã nhận lời mời nơi tôi lại đến chỗ khác ăn cho no? Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, Nếu đã nhận sự mời thỉnh của người nào rồi, thì buổi sáng chỉ cho phép dùng cháo lỏng. Cháo lỏng là cháo lấy cọng cỏ, vẽ ngang, không còn nguyên nét. Nếu nhận được cháo đặc và thức ăn, thì nên nói với người chủ, tôi đã thọ thỉnh rồi, nên mời vị khác. Bảy nhỏ Khi ấy, Đức Phật cùng Đại Tỳ Kheo Tăng một hai trăm năm mươi vị đầy đủ du hành từ Vương Xá đến Tỳ Xá Ly, khoảng giữa hai nước có thành Vương Xá. Trưởng giả tên là Tượng Hành, hướng dẫn năm trăm cổ xe từ Tỳ Xá Ly đi đến từ xa thấy Đức Thế Tôn dung nhan đặc biệt giống như núi vàng, phát tâm hoan hỷ, tiến đến trước Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ sát chân, bạch Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, con có một ít thạch mật muốn dân cúng Đức Thế Tôn và các tỳ kheo tăng. Đức Phật nhận lời bằng cách im lặng, trưởng giả liền dân cúng, các tỳ kheo không dám thọ, bạch Phật. Phật khen ngợi sự thiểu dục tri túc bảo các tỳ kheo từ nay cho phép các tỳ kheo dùng để ăn khi đói khi khác hòa với nước mà uống trưởng giả kia dùng một bình thạch mật đem dân cúng khắp cả phật và đại chúng nhưng vẫn không hết bạch phật con dùng một bình thạch mật dâng cúng khắp trong đại chúng mà vẫn còn dư nên cho ai đức phật dạy ông có thể đem bỏ chỗ đất không có cỏ tươi hoặc trong nước không có trùng. Ông trưởng giả liền vâng lời dạy, đem đổ trong nước không có trùng, nước liền sôi lên tạo thành tiếng động như sắt nóng bỏ vào nước. Trưởng giả hoảng hồn, trở lại bạch Phật. Đức Phật vì ông nói các diệu pháp, chỉ dạy những điều lợi ích hoan hỷ như việc bố thí, việc trì giới, việc sanh thiên và nói dục là tai họa, tại gia là bận rộn, ràng buộc, xuất gia là không đắm nhiễm. Kể đến nói thường pháp của chư Phật là khổ, tập, tận, đạo. Từ nơi chỗ ngồi, ông trưởng giả liền xa trần lìa cấu, đối với các pháp đặng con mắt pháp trong sạch. Tám nhỏ Đức Phật lại tiếp tục hành trình, gặp một người thợ, có một người con gái rành nghề nấu canh, mời phật và tăng dùng thứ canh nguyên chất này sau khi ăn các tỳ kheo không dám nhận nói đức phật chưa cho phép chúng tôi dùng thứ canh này bạch phật phật dạy cho phép dùng làm thức ăn sau theo ý muốn năm tịnh nhục đức phật tuần tự du hóa đến tỳ xá ly trú tại giảng đường trùng cát bên bờ sông di hầu có một tướng quân tên là Sư Tử, đệ tử của Ni Kiền. Nghe Đức Thế Tôn du hóa đến nơi thành này, có đại danh xưng vang lừng là Như Lai, ứng cúng đẳng chánh giác. Vị tướng quân thốt lên rằng, thật lành thay, nguyện được ý kiến và thỉnh mời một vị Phật như vậy. Tướng quân liền sửa soạn xa giá để xuất hành. Từ xa thấy được Đức Thế Tôn dung nhan đặc biệt giống như núi vàng, liền đến trước Phật, đầu mặt đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật vì ông nói các pháp màu, vân vân cho đến nói khổ tập tận đạo. Từ chỗ ngồi, ông được con mắt pháp trong sạch, liền đứng dậy chắp tay, quỳ gối bạch. Xin Phật và Tăng, sáng mai hạ cú đến nhà con, thọ bữa cơm đạm bạc. Đức Phật nhận lời bằng cách im lặng tướng quân biết được Đức Phật nhận lời, trở về nhà, sai người ra chợ mua, dặn dò, tất cả số thịt đã làm rồi, đắt mấy cũng mua hết. Vân lệnh, bao nhiêu thịt ở chợ đều mua sạch. Suốt đêm làm các thức ăn ngon bổ, sáng sớm, trải tòa, tướng quân đích thân đến bạch Phật. Thức ăn đã sửa soạn xong, xin Ngài tri thời. Đức Phật cùng tỳ kheo tăng, kẻ trước người sau, vây quanh đến nhà gia chủ, an tọa nơi tòa. Tướng quân tự tay sớt thức ăn một cách hoan hỷ chăm chú. Khi ấy, các ni kiền nghe tướng quân sư tử thỉnh Phật và tăng, cúng dường rất thịnh soạn, sanh lòng đố kỵ, liền đến đường lớn, đường nhỏ, quát lớn công bố. Tướng quân sư tử phản sư, không còn tình nghĩa gì cả. Nay trở lại phụng sự sa môn cù đàm, tự tay giết trâu, dê để cúng dường. Các tỳ kheo nghe không dám ăn. Tướng quân sư tử quỳ gối bạch Phật. Các ni kiền này lúc nào cũng hủy bán Phật. Từ nay cho đến trọn đời, con không bao giờ cố ý sát hại. Cuối sinh tỳ kheo, chớ sanh hiềm nghi, cứ thọ thực thoải mái đầy đủ. Đức Phật liền bảo các tỳ kheo tùy ý ăn cho no đủ. Thọ trai và uống nước xong, tướng quân lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi phía trước. Đức Phật vì ông nói bài kệ tùy hỷ như trước, rồi từ tòa ra về. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng bảo các tỳ kheo có ba loại thịt không được ăn. Hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc nghi. Thấy là tự mình thấy họ vì mình mà giết nghe là nghe từ người đáng tin cậy nói họ vì mình mà giết nghi là nghi họ vì mình mà giết nếu không thấy không nghe không nghi tức là tịnh nhục cho phép tùy ý thọ thực nếu vị tỳ kheo giết thì tỳ kheo và sa di không nên ăn nhưng cho phép tỳ kheo ni thức xoa ma na, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di ăn. Nếu vị tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di giết, cũng như vậy.